Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của anh Hải để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai. Lên trển luôn rồi. Đó, nay thì cũng hoành bự 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 như ngày hôm qua. Đó, trực có lắc có như quý vị. Để quá sẽ để hả quý vị? Trực có lắc có ha. Tay cành cũng đều đều không hả quý vị? Cây cũng bự 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 ha, quá sáng mai luôn, để đặt ngoài lỗ luôn nè quý vị ơi. Giữ rồi quý vị nè, để giữ ha, tại cạnh đẹp đẹp đây ha. Đây, chào anh. Rồi, chào anh Tấn, cây quay dừa. Chào cô chú gần xa trên ba miền Tổ quốc nha. Hôm nay em tiếp tục lại lên được một lô mai tàn giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Hình thức em bao sóng bao ship toàn quốc. Ở bao sóng em ship cây nào cao quá thì em 200 cây số lùng thì toàn quốc nha cô chú anh chị. Tầm khoảng 10 17 18 cây gì đó. Rồi em vô cây số 1 nha cô chú anh chị. Số 1 luôn. Đây mã số đầu clip hôm nay là mã số 1 rồi quý vị. Rồi em này mình ước lượng cao nè. Đó là 1,5 m trên còn cả mét nữa. 2,5 m. À. Khoảng 2,5 m cao. Rồi tán ngang. Ngang lấy 1,7 m thôi ha anh. Dạ. Rồi cao 2,5 m, ngang 1,7 m, đọt chủ nó đây quý vị. Cái này em bao 200 cây số nha cô chú anh chị ơi. Rồi. Nếu quý vị mà có nhu cầu thì em cắt cái đọt số bớt chút. À, cắt cái đọt ở trên đây mình thấy nếu mà cắt đọt cũng được không quý vị. Cũng không sao hết, là cắt đọt xuống khoảng 5 tấc là bao ship toàn quốc được. Rồi. Rồi, cành đều quá nè. Dạ. Anh đo cái hoành. Kéo từ từ xuống nha quý vị. Đó. Vô cái hoành luôn, lát nữa xem lại thân cành sao ha. Ba gần 36 hoành đến 35 hoành. Rồi, 35 hoành. 35 hoành. Đó, này cũng mới vừa làm ra chưa kịp tắm rửa nè. Đó. Đó. Xình đất còn ở trên nhóc luôn quý vị. Trời ơi con này. Trời ơi. Vô nè. Rồi 35 hoành. Rồi giao lưu nhiêu đây anh? Dạ em giao lưu mã số 1 này 4,2 triệu. Nếu cho cắt xuống thì em bao toàn quốc nha cô chú anh chị. Nếu không cắt thì bao 200 cây số. Rồi. Rồi xuống cây luôn. Rồi đó. Tiếp theo là một mã số 2 em trực. Mã số 2. Rồi cho thông số em nói luôn ha. Cao ngang. Đó. À, anh Tấn ước lượng cái chiều cao luôn. Cao, ước lượng luôn ha. Ước lượng. Rồi, em này cao khoảng tầm 2 mét hơn quý vị. Đứng 2 mét xíu à. Tán ngang khoảng 1 m6 đến 1 m7 ha. Đó. Đây đọc chủ đây. Một em trực. Đó, nếu mà quý vị mà chịu cắt xuống xíu thì mình xếp toàn quốc cây này được đó anh Hải. Dạ đúng rồi. Đó. Ta cành đều rang quý vị. Này cành đẹp nè. Đẹp. Trực nha. Rồi trực. Tay cành đều. Rồi, em vô cái hoành luôn ha. Vô hoành luôn rồi quý vị. Ba mươi chín hoành. Rồi, hoành 39. 39 hoành. Bộ đế đây. Đây đâu quý vị. Đó. Tới hai lớp. Hai lớp. Nếu mà cô chú anh chị thì không ấy thì tỉa bớt mấy cọng này. Cho mã số 2. Trong còn lớp nữa ha. Rồi. Một em trực nha. Đầu vô đôi chuột luôn. Tay cành đẹp nữa nè. 39 hoành. 39 hoành. Rồi, cái này giao lưu nhiêu đây anh? Dạ cái này em giao lưu 4,5 triệu anh. 4,5 triệu ha, 39 hoành. Nếu cho cắt xíu thì em bao toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi. Nào qua cây số 3 luôn à quý vị. Rồi, qua cây số 3. Rồi, mã số 3 đây quý vị. Đây, mã số 3 nó tương tự mã số 2 luôn nè. Rồi, em này cao chắc khoảng tầm 2,3 m ha. Tán ngang khoảng 1,7 m luôn rồi quý vị ơi. Hai đọt chủ đây. Đó, nếu mà mấy em này quý vị cho cắt đỉnh xuống một xíu thì ship được cho quý vị mình toàn quốc được hết nè. Nó lố có chiều cao không nhiều ha. Cái này thoát thân năng này cũng thấp. Tới cổ thôi ha. Ừ, tới đây ha. Tới đó đó. Nhiêu anh? 2 tấc, 2 tấc 20, thoát thân 20. Tay cành ở dưới đây lực quá lực luôn, đo thử tay cành coi. Tay cành nhất ha.
13 gần 14. Rồi. Cành nhì. 12. Rồi. Tầm 12 á. 12 14. Nó đế luôn, nó về đế nữa, bệ hết biết cái bệ này ha. Khói đế luôn ha. Em này cũng vừa làm xong chưa kịp tắm rửa, sình đất còn dính tùm lum la tên ha. Rồi vô cái hoành. Vô cái hoành luôn. 34 hoành. Rồi 34 ngày tìm luôn ha. Đây nãy 39. Nãy 39, này 34 nè. 34. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Dạ, cái này cũng giao lưu 4 triệu rưỡi luôn anh. Rồi, 4 triệu rưỡi luôn. Này vô thành cặp luôn, nếu ai lấy cặp thì giao lưu thì em có thể bớt chút đỉnh. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mình qua mã số 4 rồi quý vị. Đây, tiếp theo là mã số 4. Em này lắc ha, lắc sâu. Em này kho lắc nhạt nhạt ha. Lắc bẻ cổ, cổ dịch nè. Rồi, em này cao khoảng tầm 2m2-2m3 luôn. Tán ngang chắc khoảng 1m8 nha quý vị. Cắt, cắt. Rồi, tiếp tục coi xương cành của gì. Đây, cành đều quá nè. Đều quá, đều không rác luôn. Rồi, vậy cũng kỹ nè. Đó. Thì xây tiếp luôn à. Đó, cái gọng nó bẻ lắc nè. Bẻ sâu ha. Đây. Gọng bẻ sâu đế xuống nè. Để nó bỏ trước cái đống cái làng lên cho cô chú anh chị. Cộng lực không ha. Đó, nè. Ở đây cũng có nữa nè. À, đế nguyên bệ bự. Nguyên bệ. Khéo đế quá rồi. Đâu mình vô cái quành nó luôn nha quý vị. Ủi rất kỹ không? Sợ kẹt, sợ cắn gì đó ha. Cho chắc. 34 quành. Rồi. Đó. 34 quành. Nguyên cái bệ nè. Ồ, cái bệ. Cái bệ chịu ăn trước cũng dữ luôn nha quý vị. Không mà chịu đó. Trước nè. Nó có chân chịu trước hết. Đặt cái tên ha. Bên đây cũng có. Cộng rất là lực ha. 34 quành cho mã số 4. Em giao lưu 4 triệu rưỡi luôn của chú anh chị. Rồi, 4 triệu rưỡi luôn. Cũng như mấy cây kia ha. Nếu mà quý vị cho hạ đọt xuống xíu thì ship toàn quốc hồi thì ship 200. Cái này xương lực quá, không biết ship toàn quốc nổi không nữa. Quá rồi, rút vô sợ không nổi á. Cái 200 ha anh hai? 200 đi. Rồi, xương lực lắm quý vị. Lực quá rút nó không nổi, cái tàn bự quá nó không chịu ship. Ha. Rồi, như vậy là chốt cái này ship chỉ 200 thôi ha. 200, mã số 4, 200 cây số thôi. Rồi, xuống cây luôn. Mã số tiếp theo quý vị. Tiếp theo là mã số 5 của chú anh chị ơi. Rồi, em này cao lấy 1m7 đây ha. Tăng ngang cỡ 1m7 luôn á. Cái này là toàn quốc là ok nha cô chú anh chị. Bao ship toàn quốc luôn. Đó, chân cành nè. Những cái kỹ chân cành ha. Khá cành quá nè. Đó. Rồi, nó xuống nó lắc lượng nè. Nó bỏ phóng tới cũng hay hay nha cô chú anh chị. Cành phóng ngay co. Mã số 5 này em bao ship toàn quốc. Rồi mình vô cái hoành em nói luôn nha quý vị. Em này cũng vừa làm ra luôn. 30 đây ha. 30, tính 30 hoành thôi. 30. 31 hay yếu 30 hoành. Rồi, xây xây luôn. Đó. Giống như cái đế này cộng rễ chứ. Đế đế này nó nôm xuống nè. Không thích thì cắt ông này bỏ luôn cũng được. Nó có cộng trong đây nè. Chạng trong đó ha. Đó. Không thích thì cắt ông này bỏ luôn cũng ok. Để cộng lực cái thông không nè quý vị. Đó. Đó, một khối luôn á. Đó ha. Cho mã số 5. Rồi mã số 5 này em giao lưu 2 triệu rưỡi của chú anh chị ơi. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi 2 triệu rưỡi. Bao ship toàn quốc cho mã số 5. Rồi. Rồi mã số tiếp theo. Tiếp theo là mã số 6 của chú anh chị ơi. Rồi mã số 6. Rồi mã số 6 thì em này cao. Mình tính cái đọt chủ rồi hả nãy. Đọt chủ ở trong thì nó thấp hơn cái thấp hơn cái đọt chủ cũng thấp hơn rồi. Hồi quay chi tiết cho cô chú anh chị xem. Rồi đặc chủ ở trong thì từ mặt bầu lên đó chắc khoảng 1m1-1m2 gì quý vị, 1m2 à. Dạ. Còn hết cái đỉnh ở ngoài mà ở ngoài ha, cái tàn dàn xương ở ngoài lên trên chắc khoảng 1m6 à không quý vị. Tán ngang thì cỡ 1m6 luôn ha. Đây, mình vô cái đặc chủ nó cái quý vị. Đặc chủ năm nè. Đó, chủ này ha. Dễ gì này, cô chú anh chị chơi tàn dù cũng được. Nếu mà quý vị không thích cái tàn này thì quý vị đi. Con vô đặng mình lấy cái độc chủ lại quý vị cho nó dồn sức lên đỉnh ha. Rồi đúng rồi. Anh giật giật mấy này lại. Giật con ngắn lại dồn sức lên trên quý vị. Đó, ta cành thì cũng ok ha. Cô chú anh chị để dài cũng được. Chơi cái thằng tròn chơi, khỏi đỉnh. Nếu mình để cái dàn xương bự quá nhiều như thế này thì nó không có lên đỉnh được ha quý vị. Sáng các cọng này bỏ được quá. Cái chuẩn đó. Có cọng này nó hơi vô duyên ha. À. Cạo thôi, cắt bỏ ha. Hồi nãy có cái cưa thì cắt bỏ luôn. Cắt luôn con lớp cũng được. Cắt bỏ con này luôn cũng được. Thôi dành chừa hai bên đi. Nó cắt bỏ hai con đó thành nguyên cái củ để gom luôn á.
Đó, hai con đế này giống như nó ôm cái bộ đế này không vậy? Đó. Đó, ngắm nghía ha. Nè. Cô chú anh chị nè, cắt gõ cọng này, lấy trong đây nguyên cái củ đế đặt trong đây nè. Rồi bên đây cũng vậy. Cắt ngang đây bỏ luôn là củ nguyên củ đế đặt đây. Ôm nguyên cái củ đế luôn. Đây, cái này xương cạnh cũng đẹp ha. Ủa, mình chưa có hoành không quý vị? Chưa hoành, giờ chưa hoành. Giờ bộ đế không chưa hoành ha. 31 hoành. Rồi, 31 hoành. 31 chính xác luôn. Cho luôn nhiêu ra? Cho mã số 6, cho luôn 4 triệu. Rồi, 4 triệu. Cái này em bao ship toàn quốc luôn cô chú chị ơi. Rồi, ok luôn. Đây, qua cây mới bên kia luôn nha quý vị ơi. Tiếp theo là mã số số 7. Rồi, mã số 7 đây. Rồi, đây. Em này cao hết đỉnh chắc khoảng tầm 1m9, 1m8, 1m9 giờ lấy 1m8 chắc quý vị. Rồi, tán ngang này khoảng tầm 1.5 ha. Này xếp toàn quốc ha. Dạ, xếp toàn quốc luôn cái này. Rồi. Xương cành đây quý vị. Rồi, mình cái hoành em nó luôn. 28 hoành. 28 đúng luôn ha. Rồi, 28. Rồi, để cộng bự không nào quý vị. Cũng như đế nha. Rồi, ok, ok. Đây đó, cộng chẳng chẳng nè. Đặt đế luôn ha, cộng lực. Rồi, vô luôn nhiêu đây anh? Dạ, cái này em vô luôn 2 triệu, bao ship toàn quốc. Rồi, 2 triệu bao ship toàn quốc. Mã số? Mã số 7. 7. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã tiếp theo là 8 ha. Mã số 8. Rồi, số 8 thì em này tàn xè ngang khá rộng đây ha. Wow, tàn cái tán rộng quá trời. Ngang này chắc khoảng tầm 2m rưỡi à quý vị ơi. Cái cây này em bao 200 cây số là cô chú anh chị ơi, cái tàn xương ngang bó không được. Rồi, kéo lên không nổi ha. Bó lại không nổi như nó. Nổi. Cao cũng cả 2m rưỡi, ngang 2m rưỡi luôn rồi quý vị ơi. Cây mã số 8 em cho lô 200 cây số à. Rồi. Cái xương ngang nó to quá mà rút vô không nổi. Giờ cắt hạ xuống rút cũng không nổi. Nè cái xương này quý vị nè, đặc biệt cái dàn xương này nè. Xương này sao rút nổi? Không nổi, nó đi xè ngang không à. Rồi, mình vô cái hoành em nó luôn anh Hải. Rồi. 32 hoành để luôn. Đó, đây để ha. Em lắc lửa. Dương tàn bánh. Đó. Mập. Rồi cái này em bao ship 200 cây số cho mã số 8 em vô lô 3.2 triệu. Rồi 3.2 triệu bao ship. Wow, cái tạng nó to quá. Nó cao tạng thì cao 2m, 2m. Ấy vừa lộn 2m rưỡi hết nha quý vị. Wow, nó to quá rồi. Cao 2m rưỡi ngang 2m rưỡi. Rồi qua cái mới luôn. Rồi tiếp theo là mã số 9. Rồi mã số 9. Rồi em này cao tầm cũng khoảng 2m rưỡi luôn nè. Tán ngang chắc khoảng tầm 1m8 này quý vị. Anh này sao anh? Cái này em vô lô 200 cây số luôn cô chú chị ơi. Cây số luôn ha. Nếu cho cắt xuống miếng là toàn quốc được. Cắt xuống đọt xuống miếng ha. Dạ. Đây, là cho mã số 9 nha, nếu cho cắt miếng là giao lô toàn quốc nha, còn không cho cắt thì bao 200 cây số. Rồi. Này còn xuống xíu được quý vị. Đó. Này xương cành này rút vô được nè ha. Rút vô được. Rút này, cái chiều cao được. Không cho phép cô chú anh chị ơi, chứ muốn để cây nó vậy nó đẹp mà vô mình ship đi xa quá nó không nhận. Đây vô cái hoành luôn quý vị ơi, vô hoành luôn. Đây hoành đây vô luôn. 31 hoành tính 30 thôi, 30 hoành thôi, 30 hoành, 30 hoành cho mã số 9 để gió lùa luôn. À. Đó, lùa này. Nhưng mà ở đây cũng có rễ cắm đây, cộng cái cắm đây ha, cắm đây ha. Lùa đây. Rồi cái mã số 9 này em giao lưu 2.2 triệu. Rồi, bao ship 200 cây số, nếu mà anh em nào chốt thì cho cắt xuống miếng là toàn quốc luôn nha, mã số 9. Rồi. Qua cây mới luôn, chúng mời luôn. Tiếp theo là mã số 10. Đây mã số 10 quý vị thì em này cao hết đỉnh đó chắc khoảng lấy 1m7 ha. Tán ngang này chắc khoảng 1m6 nè. Tán ngang khoảng 1m6 nha. Cao 1m7 ngang 1m6. Cái này cũng ok cô chú anh chị ơi. Xương cành nè. Nó ra tược ngồi viết hết ráo rồi. Chị cái này về trồng liền luôn cô chú anh chị ơi. Rồi mật hoa nè.
à, vàng sậm hay gì vàng cây sậm. Này em Zalo toàn quốc nha cô chú anh chị, cho mã số 10, số 10 em Zalo toàn quốc. Rồi mình xuống cái quạnh em nói luôn. Tóc thân em nó khoảng 10 xăng à. Đó, 10 xăng. 30 quạnh luôn. Rồi quạnh 30. 30 quạnh eo. Để khá qua đây. Đó, để tư diện luôn nè. Đó. Mai này em không có sạch rửa rồi, để nguyên thủy vậy luôn cô chú anh chị. Rồi mã số 10 cho luôn nhiêu anh? Dạ 2,5 triệu luôn, bao ship toàn quốc. Rồi 2,5 triệu, bao ship toàn quốc luôn. Cho mã số 10. Rồi qua mã số 11 luôn. Tiếp theo là mã số 11. Rồi mã số 11 thôi quý vị. Đây. Mã số. Rồi em này cao hết đỉnh đó. Mình đã báo mình lấy mét mét 8 thôi anh. Dạ mét 8 thôi. 8, 8 ngang lấy mét rưỡi. Rồi cái này em giao lưu toàn quốc luôn nè cô chú anh chị, mã số 10. Số 10. 11. Mấy? 11 hả? À 11. Mã số ghi trong đây 12 nè. Mã số 11 cho cô chú anh chị. Rồi. 11 cái gì? Theo thứ tự là 11. Rồi, 11 nha. Cái này đây. Mã số 11 em giao lưu toàn quốc luôn. Đây, vô cái quành em nói luôn. Nó thoát thân hơi cao nha cô chú anh chị. Thử cái. Cái cổ nè. Cái nhánh bên cạnh đây. Bên đây nè. À, 27. 27. Có thân 27. Rồi cái quành luôn. Không cắn nhiều gì này ôm sát lên. 28 quành. Có củ đế gơm ha. 28 quành. Cái này bông mà mệt rồi luôn à. Cho mã số 11. Rồi, cho luôn nhiêu anh? À, cái này em cho luôn 1,4 triệu thôi. Rồi, đúng ok. Bao ship toàn quốc 1,4 triệu. Có qua không? Chưa. Mã số tiếp theo quý vị. Tiếp theo là mã số 12 nha cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 12. Mã số 12 này em giao lưu toàn quốc luôn được nè. Rồi, này cao 1m7 ngang 1m6 quý vị ơi. Đó. Rồi, vô xương cành luôn. Xương thì khít rệt luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, kéo trà từ từ đó. Xuống đây. Co lắc lượng luôn cô chú anh chị ơi. Này nó bể mấy cái da này đó mà không có nói xù vậy á. Bể cổ. Đó. Nứt cổ. Nứt rau, mốt nó bể ra mấy da đó nè, trên đây cũng vậy nè. Gỡ ra là bắt đầu nó có chảy trong đây nè. Nè. Thấy không? Nè. Đó nè, thấy không? Cái này là xù luôn á. Đó. Đó, nó u nặng lên ráo rồi đó. Đó mình vô cái quành em nói luôn nha quý vị. 30 quành có hơn, tính 30 quành thôi. 30 quành. Cái này là đặc biệt chắc bể xù nè cô chú anh chị. Gỡ ra cho cô chú anh chị coi luôn nè. Thấy không? Rồi. Đó. Rồi để luôn. Đó, để nôm luôn. Để em khai thác có 30% thôi nha cô chú anh chị ơi. Cho cây nó đỡ bớt si. Mùa nắng này khai thác nhiều quá nó si cây lắm. Rồi, đó rồi. Rồi, giao lưu nhiêu anh? Mà số 12 này em giao lưu 3,5 triệu. 3,5 triệu ha, để đẹp. Để đẹp, mà bể xù luôn rồi. Cái này xù thiệt chứ không phải thù giả đâu. Nó lên tới tên nửa giữa thân luôn anh. Đúng lên, rồi. Lên chỉnh trên đây luôn nè. Lên đây luôn. 3,5 ha. Đó. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 14. Em bỏ số 13 nha cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số 14 đó quý vị. Em này cao 1m7 đi ha, tán ngang 1m7 luôn đi ha. Rồi mã số 14 này em giao lưu toàn quốc luôn nè. Xương ngang nè. Bông trậu bông cả cánh bực chán nè quý vị. Cánh bầu nè. Đó cũng được, qua đây cũng được. Nè anh thấy đó, đây cũng được. Đây cũng được nè. Cánh bầu ha. Ra một chùm luôn ha. Đó, 5 cánh mà 5 cánh bầu ha, 5 cánh chất lượng ha. Cánh bự bầu. Tròn do luôn. Đó, chứ không phải cánh chuồng nha quý vị, cánh bự chảng. Cây 14 này em giao lưu toàn quốc luôn nè. Đó, đế thì khỏi chê nha. Nguyên một bộ đế bàn đẹp nè. Đó. Rồi, giờ cái vành em nói ha. Hai mươi tám quành đúng. Rồi, sang dòng đế luôn. 28 dòng quành. Đây, đế bàn. Cộng chản chản. Cộng chản chản chản, không bên mặt nào cũng ha. Có đế nha của chú chị. Rồi, giao lưu nhiêu đây anh? Cái này em giao lưu 2,2 triệu bao ship toàn quốc.
Rồi 2,2 triệu bao ship toàn bông đẹp nha, năm cánh bầu đẹp nha, bầu đẹp để đẹp xương ngang. Rồi xuống cây luôn. Rồi tiếp theo là mã số 15. Đây. Rồi mã số 15 thì em này cao hết đỉnh chắc khoảng tầm 2m ha. Rồi tầm đó. Rồi tán ngang khoảng mét lấy mét 6 đi. Rồi mã số 15 này em bao toàn quốc luôn nè. Rồi toàn quốc cho cái gì luôn. Xương cành luôn đây. Đây. Ở đây nó có mấy cái cành phóng ra hết nghe mấy cái con. Rồi mình cho hoành em nó luôn nha quý vị. hoành 29 nôm cộng bự luôn. Để nôm nè, cái này khai thác ít thôi, không có khai thác nhiều, bởi vậy cho nó ló dạng đưa ra là ok rồi. Cô chú ảnh định hình là biết rồi ha, nó bè ra đó, đi sâu đất xuống nó lặn bè ra vậy đó. Mà này làm ít thôi. Rồi mã số 15 này em giao lưu 2,5 triệu. Rồi 2,5 triệu bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây luôn. Và 16 đây luôn. Tiếp theo là mã số 16. Rồi mã số 16 thì này cao mình lấy 1m 9 đi ha. Dạ tầm đó. Rồi tán ngang lấy 1m 6 đi ha. Cái này toàn quốc được á anh Hải? Dạ toàn quốc được. Xương cành ngang. Cái này giao lưu toàn quốc chủ gì luôn. Xương ngang khích nữa ha. Rồi mình xuống cái quành em nó luôn nha quý vị. 30 hoành có hơn, gần 31 hoành nè. Tính 30 hoành thôi. Rồi xì đế luôn. Xê xích tí xíu không sao hết. Ăn thua cây đẹp hay không à? Ăn thua cái giá này nè. Rồi, với cái giá mã 16. Nó vô lưu toàn quốc. Cho em dòng đế nó đi. Xương ngang ha. Xương ngang. Mấy cây này khó bó cành lắm. Rồi mã số 16 giao lưu 3 triệu của chú anh chị ơi, bao ship toàn quốc. Cho mã 16, 3 triệu ha, bao ship toàn quốc. Rồi, xuống cây luôn. Tiếp theo là mã số 17. Rồi, 17 đây quý vị. Đây, mã 17 này bao ship toàn quốc luôn nè. Đó, này cao lấy 1m7 luôn đi ha. Tăng ngang lấy 1m6 luôn đi. Nó nằm ở khoảng đó nha quý vị. 6m7 nằm khoảng đó đó. Mấy này của chú anh chị về trồng liền được rồi, nó bung ngồi hết rồi. Bung ngồi giết hết trơn hả? Mấy cây này nó sung cây quá, bứng lên có mấy hôm, 2-3 hôm là nó bung ra hết rồi. Chỉ cần lặt lá là tại cái lá nó già quá, cái bào nó trên giường nó rụng quá. Rồi cái mình bứng lên cái động mình xịt tượt luôn. Đó, vô cái quành em nó luôn nha quý vị. 26 quành. Đó, quành 26. Quành 26 quành. Cho mã số 17. Giao lưu 1,8 triệu bao ship toàn quốc. Rồi 1,8 triệu hả quý vị? 1,8 triệu thôi, bao ship toàn quốc. Bao ship toàn quốc luôn. Rồi mình qua mã số tiếp theo luôn. Em này hơi bự nè quý vị. Mã số 18. 18 là cuối clip của em luôn nha cô chú anh chị ơi. Này cây này em giao lưu 200 cây số à, nó bự to quá rồi, cái bầu đất hết biết. Rồi em này cao chắc khoảng tầm là 2,5 m hết đỉnh. Cây này không dưới 100 kg nha cô chú anh chị, dám hứa luôn. Tán ngang này cũng khoảng tầm 2m. Rồi xuống cành đây quý vị ơi, ngắm cái kỹ nha quý vị, ngắm cái từ trên trước đây ha. Mã số 18 là cuối clip em luôn nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu 200 cây số à cô chú anh chị ơi. Đó. Đó. Rồi, mình vô cái quành em nó luôn đi ha. Mà để em đo cái đường kính đi xuống à. Người gái chứ. Gần 30, 29 á, gần 3 tấc. Ngang nhiêu? Đường kính à. Ngang 66. Cái bầu đất này. Wow, trời cái bầu đất này. Hết nó nổi, làm vậy cho nó chắc.
khỏe ha. Này, vô cái quá, quá trời bồ đế nữa nè. Em đo đằng này nha, chứ không đo múc dưới đây nha. 40 gần 41 hoành à, tính 40 hoành à. 40 hoành, đo ngày đó. Đó, 40 hoành. Còn đo dưới đây coi. Ngắn nó khác à. Ừ, cái ngắn dưới đây. Cổ này nó khác. Ngắn đây là tới 45 với ngay cổ ngay bờ cổ có bể rễ là 45 á. Ờ, 40 trên như vậy. À, trên đây là 40 nha cô chú anh chị. Đó, đây tay cạnh đây. Cái này em bao 200 cây số à cô chú anh chị ơi. Đâu vậy không nghĩ cái coi đế ha. Nè trong đây nè có gì đó hết nè. Không có sạch rửa rồi. Bên đây cũng hiểu nó quắn qua lên thì bên đây cũng có luôn. Ảnh ôm qua đây. Rồi, mã số 18 này em giao lô 4,5 triệu. Bao ship 200 cây số cho mã 18. 4,5 triệu. À, bao ship 200 km. Rồi, hết ha anh hai. Dạ. Rồi cuối clip cũng chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe ha. Rồi coi hết clip coi cây nào hợp nhãn ủng hộ em nha cô chú anh chị. Dạ, chào cô chú anh chị. Rồi, hẹn gặp lại quý vị mình clip sau.